Uh, tôi bắt đầu làm uh, phiên dịch cho cái phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa um, tại cuộc uh, hòa đàm Paris vào mùa xuân năm 1968. Thế và cho đến lúc uh, hiệp định uh, Paris được ký kết, phải nói ngay là uh, trong những cái cuộc thương lượng uh, tại bàn hội nghị và đặc biệt những cái thương lượng uh, bí mật giữa ông uh, Lê Đức Thọ Xuân Thủy và Harriman uh, Kissinger về sau này thì là tất nhiên là uh, phiên dịch uh, ở trong nước và là phiên dịch giữa tiếng Anh và, và tiếng Việt tôi chỉ là uh, phiên dịch uh, giữa tiếng Pháp và tiếng Việt uh, công việc của tôi mà giúp uh, phái đoàn chủ yếu là dịch uh, những cuộc họp báo sau mỗi phiên họp hồi đó là cứ thường thường là ngày thứ năm để họp rồi uh, sau đó thì là bốn phái đoàn uh, họp báo thì thì tôi dịch cho người phát ngôn của phái đoàn chính phủ cách mạng âm thời tôi không phải là vị kiều duy nhất mà giúp dịch thì đoàn miền nam đoàn của bà nguyễn Thị bình thì có một anh khác thế nhưng mà tôi nhớ là có một vài lần anh bị cảm ốm thì tôi cũng vượt biên đi dịch cho người phát ngôn của chính phủ các bạn âm thời thế còn ngoài những cái cuộc họp báo thì tất nhiên là trong một số cuộc gặp với lệ quan chức pháp thì ông lê đức thọ hay là ông xuân thủy trưởng đoàn thì, thì tôi có đi dịch cho họ nhưng mà dịch uh, tiếng pháp thôi ma đưa lối củi dẫn đường mà tôi là dân uh, Bắc kỳ di cư mà mà lại đi phiên dịch cho phái đoàn của Bắc Việt uh, ở Pháp thì tôi có uh, sau khi mà tham gia cái uh, phong trào ủng hộ uh, an kháng chiến giành độc lập thì tôi có có tham gia cái phong trào Việt Kiều và có lẽ là do làm cái uh, công tác uh, ngoại vụ tức là đi uh, nói chuyện tham gia những cuộc thảo luận cho sinh viên trí thức và 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 các các giới ủng hộ Việt Nam ở Pháp có một cái sự tình cờ là tại vì cái cuộc nói chuyện giữa Việt Nam với Pháp là bắt đầu tháng 5 năm 68 nhưng mà tháng 3 năm 68 tức là hai tháng trước đó thì cái phong trào hòa bình Pháp có tổ chức một cái cuộc họp lớn với sự tham gia của gần 10.000 trí thức Pháp ở Porte de Versailles ở ủng hộ Việt Nam thì là miền Bắc thì cử ông Hoàng Minh Giám là Bộ trưởng Bộ Văn hóa làm trưởng đoàn. Nhưng mà trong phái đoàn miền Bắc thì được có nhà thơ chế lật viên. Thế và phái đoàn miền Nam do bà Nguyễn Thị Bình Uh, hai trưởng đoàn Việt Nam là ông ông Giám Bà Bình thì là có bài phát biểu bằng tiếng Pháp họ đọc thẳng thôi. Nhưng mà uh, chiều hôm trước uh, thì nhà thê chế lần viên hứng lên viết một bài tham luận và làm một bài thơ. Thế thì thì cái uh, phái đoàn uh, miền Bắc Hà nội mới gọi tôi để bắt thư thì là tối hôm đó phải phải dịch hộ trên tiếng Pháp rồi rồi, rồi đọc luôn. Hội nghị quốc tế tất nhiên là, là cabin, mỗi người một cabin. Thế nhưng buồn cười là trong hai ngày hội nghị quốc tế tháng... đầu tháng 3, đầu tháng 3 năm 73, thì ba người Việt Nam là ngồi một cabin, còn mấy cái người phiên dịch thì ở những cabin khác của Liên Hợp Quốc là cabin bên cạnh. Như vậy là phiên dịch của hai phái đoàn chính phủ cách mạng và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là anh Nguyễn Hữu Động và tôi. Thế nhưng mà có mà anh phiên dịch của Việt Nam Cộng Hòa là anh anh răng Trần Văn Đôn tức là anh em với lại ông tướng Trần Văn Đôn thường thường mà những cuộc họp báo đó thì thì cái anh người phát ngôn của phái đoàn Sài Gòn đó là anh Nguyễn Triệu Đan thì anh nói thẳng bằng tiếng Pháp nhiều khi anh trả lời bằng tiếng Anh những câu hỏi bằng tiếng Anh thành như sự thực anh phiên dịch thì ngồi đó thôi chứ không thì khi cần thì có một cái câu từ tiếng việt thì anh dịch ra tiếng pháp chứ còn thì uh, tôi ngờ là từ tiếng pháp mà anh dịch ra tiếng việt thì anh cũng không quen thứ nhất là phải dịch tức thời đó mà thế thì ba tụi này ngồi với nhau thì đã, đã phân công anh động với tôi thì khi nào bà bình nói thì là, thì anh động dịch ông uh, trưởng đoàn lúc đó là ông nguyễn duy trinh là bộ trưởng ngoại giao thì thì uh, tôi dịch tiếng Việt của tôi thì trôi chảy hơn tại vì hai anh Động với lại anh song đó là toàn dân trường Tây mà thành ra tiếng Việt thì mà phải dịch ngay lập tức thì họ cũng khó khăn thành tôi ok thì khi nào mà tiếng Pháp thì tôi sẽ dịch cho tiếng Việt hôm đó là ông ngoại trưởng Việt Nam Cộng Hòa là ông Trần Văn Lắm thì đáng nhẽ là ông phải phát biểu với tiếng Việt rồi anh Rong đọc bằng tiếng Pháp thì lúc mở đầu thì ông nói như mà trong cuộc tranh luận thì ông nói thẳng bằng tiếng Pháp thế thì theo thỏa thuận giữa giữa này với nhau thì anh Rong phải dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt thế nhưng mà ông ấy bí quá được ông thế là tôi phải, thế như là bữa đó là tôi có vinh dự làm phiên dịch của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ra tiếng Việt ờ, như tôi nói là hội nghị Paris là tháng 5 năm năm sáu tám ha đây không nói đến cái không khí tháng năm sáu tám là cái phong trào gọi là cách mạng tháng năm ở bên ở tây âu và đặc biệt ở pháp là rất cao tôi nhớ là cái phiên họp đầu tiên khi mà tôi đến đến cái phái đoàn lúc họ đang ở cái khách sạn Lutetia đúng giờ chưa có trụ sở thì là khi mà tôi đến cái khách sạn cái ngã tư đó là cái ngã tư đó thì mấy giờ trước đó là cuộc biểu tình của sinh viên có dòng pôn xác dẫn đầu đi từ stockholm, kuala tinh mà để tới xưởng uh, horno ở bulo nhiều biang cua tức là cũng phải bảy tám km họ đi bộ qua cái ngã tư của cái khách sạn thì là khi tôi tới cái phái đoàn đó là không khí còn sặc mùi hơi cay đấy cái không khí hội nghị paris bắt đầu là như vậy thế và và sinh viên pháp mà nó đi biểu tình đánh nhau với cảnh sát pháp đó thì, thì phần đông đều là những người mà đi biểu tình những những tháng năm trước đó ủng hộ Việt Nam đấy cái bầu không khí lúc đó là như vậy ông Xuân Thủy là là đầu tiên tôi tiếp xúc thì tác phong của ông ấy là ông nhà nho ông có chữ hán phong thái rất là an nhiên thế ông không biết tiếng pháp điều mà tôi tôi đánh giá cao ở con người đó là là ông ấy sẵn sàng tin cậy thế thì sự thực lần đầu tiên mà tôi phải đi dịch cho ông Xuân Thủy là một cái buổi meeting của của Pháp mấy ngàn người đó là mời ông Xuân Thủy tới phát biểu thì là theo phong tục của việt nam lúc đó thì ông xuân thủy sẽ đọc một đoạn đầu bằng tiếng việt thế thì xong phiên dịch đọc cả bài đến gần cái đoạn chót thì ông ấy đọc câu cuối thế rồi người phiên dịch dịch tiếp thế thì bản tiếng việt thì ông xuân thủy cũng có đoạn đầu và đoạn cuối bản tiếng pháp thì là phiên dịch của nhà nước đã, đã dịch ra rồi thế nhưng mà tôi nhớ là trên xe Hồi đó đi từ Shoshilawa mà vào tới Mujodite tức là cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Thì ông hỏi là cậu thấy bản tiếng Pháp, bản dịch như thế nào? Chủ tọa là ông Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Pháp. Thế nên cái câu tiếng Việt là đồng thưa đồng chí Van de Croce kính mến. Thì dịch ra tiếng Tây thì nó thành một cái thứ là rồi là kính yêu và yêu mến nghĩa là kính trọng và yêu mến mà, mà Tây thì không nói cái kiểu đó nói xe cam á thế là đủ rồi thế tôi bảo là, là cái, cái tiếng pháp kiểu này đó thì là như vậy là bắt tay ăn cơm bằng, bằng ăn cơm tây bằng đũa thế mà thôi thì nếu vậy cậu cậu cứ đọc bản tiếng việt ông đưa cho tôi bản, bản tiếng việt thì đọc dịch thẳng đi chứ đừng có dựa vào bản dịch này thì vì ông không biết tiếng pháp sẽ không kiểm tra được uh, tiếng pháp của tôi như thế nào Tất nhiên là cái nguy cơ mà tôi dịch bậy uh, gọi là phản chính trị thì không có rồi. bảo thế nhưng mà điều đó chứng tỏ là ông ấy một là có một cái sự tin cậy cái thứ hai là dám quyết định những 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 chuyện như vậy thành nghe là đối, đối với tôi là tôi rất có 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 cảm tình với ông Xuân Thủy là đối với ông uh, Lê Đức Thọ thì thì uh, thì tôi có đi dịch cho ông uh, ông Lê Đức Thọ mấy lần và về sau tìm hiểu thì biết cái trách nhiệm nặng nề của ông, ông Lê Tứ Thọ trong cái vụ đàn áp cái nhóm uh, gọi là nhóm mà xét lại chống đảng từ 67, 68 cho đến năm 73, 76. Phải đương đầu với Kissinger thì tôi tôi giữ hai cái kỷ niệm uh, tích cực về ông Lê Đức Thọ, hai chuyện là có một cái lần tình cờ cái cái trụ sở cái phái đoàn thì có một cái tòa nhà rồi sau đó là hai cái dãy nhà tiền chế để phái đoàn làm việc thì tôi vào cái tòa nhà chính là cái nơi mà ông Lê Đức Thọ với ông Xuân Thủy ở thì được tôi vào tới nơi thì thấy trên cái canapé là thấy ông nằm thẳng cảm thế mới hỏi thì là tức là ông vừa mới đinh đi đánh vật với cái xin sơ sáu tiếng đồng hồ về đúng phờ người thì tôi thấy rất là tội nghiệp tức là một cái ông với tuổi cũng cao mà ông vào tù ra khám thấy cũng tội cái thứ hai nữa là về mặt con người thì tôi thấy cũng cái mặt phóng khoáng là có một cái đoàn miền Bắc đó là ở bảy mươi người ở trong cái nhà đó là mấy ông bạn pháp mà bảo vệ đó gọi là ở nhà tù hay là gọi là mấy ông thầy tu họ chỉ còn có đánh đánh ping pong mới đánh bóng truyền giải trí thế rồi hàng tuần thì là mượn được của Liên Xô một cái phim để mà xem thế thì một hôm buổi chiều thì ông ở cái phòng ăn thì là ông Lê Đức Thọ đi qua nhìn thấy mấy anh ở trong tổ báo chí đang coi chiếu cái phim. Thế hỏi các cậu đang làm gì? Bảo là duyệt cái phim Liên Xô mượn để xem có thể chiếu được không? Đó, thì là đấy đúng phong tục. Tại vì là phim Liên Xô là có thể xét lại mà. chẳng hạn những phim, những đàn xếu bay qua hay là Người Thứ 41 là những phim rất hay của Liên Xô. Cái thời những năm 60 là Việt Nam là bị kiểm duyệt mà thế thì ông lê đức thọ đánh ngay một câu các cậu làm những cái chuyện hàng ngày chúng chúng nó ngồi xem truyền hình pháp thì không nói gì bây giờ phim liên xô cũng duyệt tôi dẹp cái, cái, cái thư này lại thì, thì tôi đánh giá ông là một cái người một là thực tế hai là cả quyết thì những chuyện đó vì rất thoáng phải nói là cái mà tôi uh, ấn tượng sâu sắc nhất và tôi thấy gắn bó với cái cái cuộc kháng chiến đó là nói gì thì nói nhưng mà đảng cộng sản việt nam đã giữ được một cái tính độc lập rất cao đối với liên xô và trung quốc đó là điều mà tôi chứng kiến trong trong 5 năm mà thương lượng ở Paris. Thì về cái đó là một cái điều hết sức là đáng mừng. Tìm hiểu thì tôi nghĩ rằng là vai trò của ông Hồ Chí Minh là rất rất lớn trong chuyện này một là ông độc lập nhưng mà mặt khác là ông vẫn giữ được cái hòa hiếu đối với hai bên. thì trước khi thời kỳ đầu kháng chiến thì những người như ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ thì là uh, cái quan điểm là gần giống con điểm của Mao và và ghét Liên Xô đó. Thế mà ông Hồ đã giữ cho bằng được cái quan hệ tốt với Liên Xô. thì cũng nhờ đó mà đến lúc mà sáu sáu là Mao Trạch Đông làm cách mạng văn hóa rồi phá hoại, phá đám cái 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 việc giúp việt nam tức là những võ khí tài nguyên của liên xô mà giúp việt nam đi qua trung quốc là nó chặn hết thế là phải dùng tàu thủy à, à tôi mở ngoặc là đấy như vậy tức là những cuộc họp báo đó thì là cả trăm phóng viên tất nhiên là nhiều nhất là vẫn là mỹ rồi nhưng mà các nước và phóng viên liên xô nhưng mà vắng bóng hoàn toàn phóng viên trung quốc tại sao Tại vì Trung Quốc là lúc thời gian đầu là tẩy chay. Tại vì Trung Quốc là muốn dùng Việt Nam để đánh Mỹ, để gây dối với Mỹ, gây khó khăn cho Mỹ. Và đó để cho Mao yên. Ngay từ đầu là Trung Quốc phản đối cái chuyện Việt Nam thương lượng với Mỹ là quá sớm. Thế thì tất nhiên là Việt Nam lễ phép trả lời là đây chúng tôi học tập cái đường lối của Mao Chủ tịch là vừa đánh vừa đàm những năm 30. Thế đại khái như vậy. Thì mãi đến như vậy là gần chót hội nghị paris thì là những phóng viên tân họa xã đầu tiên mới, mới, mới tới dự các cuộc họp báo thế thì tất nhiên là đại diện trung quốc cũng có mặt ở cái hội nghị quốc tế về paris tháng 2 năm 73 đấy thì nhưng mà qua một cái số việc hay được trong cách uh, giao dịch với lại sứ quán liên xô hay là giao dịch với lại sứ quán trung quốc thì tôi chứng kiến là cái sự khôn khéo và đặc biệt là cái cương quyết độc lập đối với lại hai ông anh lớn. sau cái Geneva là cái liên lạc giữa cái phái đoàn Lê Đức Thọ ở Hà Nội và với với, với Hà Nội đó là, là bằng con đường của Việt Nam. Tất nhiên là uh, giao dịch phải bằng vật mã nhưng mà cái này thì là cả cả Nga lẫn Tàu đều không biết và cả Mỹ không biết. Thì tôi kể một câu chuyện vui là năm 72 thì phía cách mạng có tổ chức cái cuộc tấn công mà Mỹ gọi là cuộc tấn công lễ phục sinh The (Eastern Offensive). Sau cái cuộc tấn công đó thì là nối lại, làm phán thì trong cái cuộc gặp bí mật giữa Kissinger và Lê Đức Thọ thì Kissinger có nói, à bây giờ tôi mới hiểu. Ừ, trong các điện mà các ông dùng chữ con voi để hóa ra là, là xe tăng tức là này năm 72 là miền Bắc dùng xe tăng đánh khe xanh cái gì đấy thì nói chung là cái cái công tác bật mã của Việt Nam nghe đó cũng cũng khá thành ra như vậy tức là ý đồ thì cả hai ông anh lớn và và cả Mỹ đó cũng không biết nghĩa là là họ 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 nghe được họ ghi được nhưng mà hiểu được giải mã đấy thì thì thì, thì vẫn bị khó khăn